đây, dùng tôi đây. Nếu không đưa ra động tác giữ mà vác luôn thì sao? Vác thì có thể là vác cái động tác nó sai, và khi đó nếu mà cái cơ động cái đoạn đường ngắn thì có thể cơ động được, nhưng mà dài thì sẽ là ảnh hưởng đến cái sức khỏe của bộ đội. Đấy, mà vác hết động tác cơ bản thì cơ động nó mới được nhanh chóng được. Tham ông! Được! Sang một! Một bóng! Sang hai! Nửa bóng! Được! Một sâu, hai sâu, một sâu, cầu đầu bắn, bộ binh mục tiêu một đi ngay, có mục tiêu, đạn nổ, đạn nổ, ngoài nổ ngay, ngoài nổ ngay, nghiêng một, nghiêng một, thức tầm 665, 665, bộ ngưỡng 30 không, 30 không, ngắm chỉnh sửa mục tiêu. Toàn đứng thắng số 1, lúc này cũng là khẩu đội trưởng luôn. Tạm biệt cho giấy nhé. Trông anh hết sức là chuyên nghiệp. Thao tác súng ở vị trí số 1, số 2 là Phạm Anh Dũng và Cao Văn Hòa. Chuẩn bị đạn là Nguyễn Văn Tàm, Cao Ngọc Duy và Nguyễn Khắc Thiện. Đạn nhanh. Đội tuyển quân khu 3, trong đó Cao Văn Hòa cũng đã thể hiện rõ quyết tâm của mình. Một phát. Quan trọng là cái sự là phối hợp nó phải nhịp nhàng. Vâng. Số muốn nhanh thì phải phối hợp nhịp nhàng. Wow. Vâng, viên đạn thứ nhất đã được bắn đi. Chúng ta vừa theo dõi cận cảnh động tác giật cò, động tác giật giật dây nổ đúng không ạ? Vâng. Cò ở đây nó dài nhỉ. Hẳn một chiếc dây đã được nối vào và cái bộ phận cò ấy để giật cho quả đạn bay đi đúng không ạ? 102. Vẫn thắng đang rất hồi hộp chờ đợi. Chắc chắn là đúng rồi, tuyệt vời. Còn Đức Thắng ở ngoài sống bình thường thì cũng là người rất là vui tính, nhưng cứ khi tham gia nhiệm vụ thì gương mặt anh chúng ta lại cảm thấy rất là lạnh lùng và nhiều khi cảm thấy khá là nguyên tắc. Phải tập trung cao độ. Chiến binh chân đi dịch chuyển. Được. Cảm giác rất là nhẹ nhàng và thao tác cũng có một cái sự mà kỹ thuật động tác của các pháo thủ rất là thuần thục. Vì vậy nên người xem có thể quan sát là thấy là các pháo thủ thực hiện rất là nhẹ nhàng và họ đang tiếp tục là đã lấy phần tử bắn lên từ thứ hai. Đảng viên thứ nhất và mục tiêu thứ hai đã được các pháo thủ chuẩn bị xong. Tầm luôn. Wow, tuyệt vời. Ngắm giữa mục tiêu là như vậy đúng không ạ? Quá tuyệt vời. Và nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Những nhiệm vụ cuối cùng của đội tuyển quân khu 3. Không bao giờ được quên. Đó là phải thông nòng và sau đó thu súng xong. Họ đang rót dầu đúng không? Vâng, đây là loại dầu gì vậy? Dầu này là dầu bảo quản do cục tổng kỹ thuật cấp cho các đơn vị trong bảo quản vũ khí trang bị. Dầu được rót vào cái miếng vải bố phải không ạ? Vâng, vải này là vải cốt tông, là
bảo quản cho cái nòng súng rất tốt. Tại vì Nguyễn Khắc Thiện vừa thực hiện thông nòng. À, bây giờ là động tác thủ súng, những công đoạn cuối cùng để kết thúc. Các bạn thấy là đầu nòng súng cũng đã được bịt một cái mũ và xinh xắn. Có bịt đầu nòng để tránh đất cát bụi bẩn vào trong nòng súng, quá trình là di chuyển. Rất nhiều những cái yêu cầu về bảo quản trang thiết bị hết sức tỉ mỉ. Vâng, đã xong rồi. Vâng, xin chúc mừng đội tuyển quân khu 3. Và kết quả là? Thời gian của đội tuyển quân khu 3 là 8 phút 41 giây. Và họ mắc 2 lỗi phạt mà thôi. Và họ đã cộng vào thành tích là 1 phút. Tổng thời gian của trận thi thứ 2 này của họ là 9 phút 41 giây. Và tính đến thời điểm hiện tại thì đây là đội tuyển có thành tích tốt.